Cho thiếu gia biết. Bây giờ hai người nói những gì cho thiếu gia ta biết. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Dạ chào cô chú anh chị các bạn trong cộng đồng mạng cho ngoài nước. Hai anh em con chúc cả nhà con ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe và bình an. Thì cả nhà ơi, hôm nay anh em con sẽ đi đến những cái nơi mà anh em con đã từng đến và sẽ đặt máy tụng kinh cho họ nghe. Thì anh em con thì cũng đã có máy rồi. Thì anh em con trước tiên đến thì con sẽ đến cái cây miếu cây đào. Đúng ta? Đúng rồi. À, anh em con với lại cả nhà đặt tên như vậy thì anh em con đến đây cúng cho họ dùng cái nha cả nhà. Rồi anh em con mời cả nhà cùng đi trải nghiệm với anh em con. Rồi đi thôi nha. Rồi, anh em con sẽ tới rồi. Đó đó, anh em con gom bọc về dĩa lại hết. Bây giờ con sẽ đặt máy nha. Bốn cái dĩa không? Gì? Giấy tiền, quần áo như để trong xe ở đâu vô vậy, có để trong xe không? Không có gì nữa. Ở đây gần đâu giống đốt rồi. Tao nghe không sống. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hồ Đèn Trạch ở đây cai quản nữa đây. Nam mô các chị hương linh phúc mày ở nơi đây. Thì hôm nay anh em con đến đây và anh em con có chút hành với tiền bạc bánh trái nhân đèn. Đây là tổng hợp cô chú anh chị các bạn gửi cho các vị hương linh phúc mày nơi đây. Nếu mà thiếu thốn thì hãy đến đây nhận chúng ông thành này nha. Sau đó anh em con có đặt máy tụng kinh thì mong rằng các vị hương linh phúc mày nơi đây cố gắng nghe kinh niệm Phật để mau chóng được siêu thoát nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sao anh hơn lấy cái bọc lại ở thêm bánh mà được nơi có như vậy thêm đi. Bây giờ không ổn.
thân. Anh qua đây cho anh chị. Hai em chào anh nha anh. Anh đến đây nãy giờ luôn. Anh ơi, hôm nay anh em có đem máy tụng kinh đặt ở nơi đây nè. Tại vì anh em thấy ở đây có rất là nhiều hiện tượng luôn. Thì mà giờ này chắc là gần trễ chút xíu nữa là tối rồi. Đặt kịp không? Nếu không kịp anh em sẽ đi ngày mai đi tiếp tục nha. Thiếu gia ơi, nếu như vậy là quá tốt rồi. Nếu thiếu gia đặt máy thì dùng tới dùng luôn nha thiếu gia. Tại vì để thấy ở nơi đây có hai thanh xà rất lớn đó thiếu gia, hãy cẩn thận. Mà anh ơi, bữa đó hai anh em quay ở đây rồi có Hương là nó nói chuyện nói chuyện giống như là cái tiếng tiếng lạ lắm luôn, mà không biết là họ làm sao hả anh? Họ cũng là những oan hồn thời xa xưa chiến tranh đó thiếu gia. Họ là người dân tộc đó thiếu gia. Họ đã tử nạn gần ở ngôi miếu đây nè thiếu gia. Phải chi họ ở đây ha, cái mình trò chuyện luôn. Chuyện này rất dễ. Để kêu họ đến nơi đây gặp những chuyện gì mà nói trước cho thiếu gia biết. Bây giờ hai người nói những gì cho thiếu gia ta biết. Thôi được rồi, hai người nói vậy, ta cũng không biết đâu. Thôi, nếu hai người đã ở nơi đây, thì thiếu gia sẽ giúp cho hai người. Thiếu gia có hiểu những gì hai oan hồn này nói không hả? Họ nói gì vậy? Nói gì không hiểu gì luôn. Em cũng không hiểu luôn anh. Thiếu gia ơi, họ đang đợi thiếu gia hàng hàng lớp lớp đó thiếu gia. Nếu như thiếu gia trễ quá thì đừng đi những nơi đó nha. Lần sau đi cũng được, không sao đâu. Bây giờ thiếu gia tranh thủ ra đi và để đến nơi đây khuyên họ đi tu. Đây sẽ ở bên ngoài. Khi nào đệ gặp họ, đệ sẽ đến đây khuyên họ đi tu. Này, con chào anh. Nói chung à. Lấy cái lò tụng kinh của mình liền lát hay đặt máy. Em kêu anh lấy cái bọc kia là đẩy cái này vô nè. Mình làm nhiều lần như vậy rồi, chắc ở đây chắc cực bóng luôn á. Kìa, bọc cái trái cây kìa. Ờ, lấy cái lo thùng kinh. Con hỏi ai thiếu này, con quậy cho thiếu rồi. Ủa, hạt bia thấy vậy. Nó nổi không? Không. Còn bia không? Nước đâu vô vậy? Hả? Không biết nữa. Nằm trong này nè. Mình nấu đi. Mất mưa đi. Anh chở bia anh coi còn bia không? Không lấy con. Lo một cục.
có những chuyện người âm và phá ấm không biết người nào tốt hay xấu đâu. Hai em đây nè anh. Anh ơi, hồi nãy hai anh em thấy anh á, có khuyên họ đi, bây giờ họ còn đi hết hay là ở đây nữa ha anh? Đệ đã nói rồi, thiếu gia không được tiết lộ những gì nãy giờ. Dạ. Đệ đã dặn dò những oan hồn nha thiếu gia. Đệ không có ích kỷ gì cả, đệ chỉ muốn giúp cho những oan hồn, nên đệ giữ kín bí mật này. Mong bá tánh đều hiểu cho đệ. Vậy là hai anh em phải đi về hả? Phải, thiếu gia hãy về đi. Nhưng mà hai anh em chưa đi đến những cái nơi kia nữa. Ngày mai thiếu gia đến cũng được. Nghe lời đệ đi về đi thiếu gia. Hãy nhớ những gì đệ dặn. À, nếu mà em chờ đi bạn ạ. Thiếu gia hãy nhớ không được tiết lộ nha thiếu gia. Dạ. Nếu mà thiếu gia tiết lộ, họ sẽ bị hại. Mình thu xếp lên đây. Đi thôi, đây. Thì hai anh em con thì dự định là đi đặt máy tiếp, thì do là anh rượu đã cũng đã nói như vậy rồi, thì con cũng theo ý kiến rượu thôi. Hai anh em con thì chúc cô chú anh chị các bạn và cả nhà ngủ thật ngon, hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem nha.